Chiều ngày 5 tháng 8 năm 2019, Ủy ban Nhân dân xã Thúy Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí ban chỉ đạo huyện phụ trách xã, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể chính trị xã và bí thư chi bộ, trưởng thôn có mặt đông đủ. Hội nghị đã thông qua quyết định kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, tập trung xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thống kê phân tích thông tin nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2020 trên địa bàn toàn xã, đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi quản lý, thống nhất trên phạm vi toàn xã. Các ý kiến tham gia thảo luận đều tập trung đề ra những phương pháp cũng như quy trình trong quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, như cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bảo đảm chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng người, đúng đối tượng. Cán bộ chỉ đạo của xã, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phải trực tiếp xuống tận thôn đến từng nhà cùng với tổ rà soát, yêu cầu việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều, đảm bảo công khai dân chủ, có sự tham gia của người dân và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, giám sát của mặt trận tổ quốc, phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân tại địa phương. Kết thúc rà soát, các tổ rà soát xác định được chính xác danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ tái nghèo, tái cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ nghèo phát sinh, cận nghèo phát sinh, hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo cận nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ nghèo cận nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo cận nghèo thuộc chính sách giảm nghèo, và phải xác định được chính xác tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng thôn, tổ dân phố của xã theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. Hiện nay trên địa bàn toàn xã có 12 thôn, tổng số hộ nghèo cận nghèo toàn xã là 216 hộ, bằng 9,22% theo chỉ tiêu giảm nghèo của huyện giao cho xã năm 2019 là 100 hộ. Xã phấn đấu xong trước ngày 20 tháng 8 và niêm yết danh sách công khai trên bảng thông tin, thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã, báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Ủy ban Nhân dân huyện trước ngày 30 tháng 9 năm 2019.